Ngọc Hương và chị Thanh xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay chị sẽ thử tài Ngọc Hương đó nha. Chị nghe nói Ngọc Hương rất là giỏi về thi ca. Vậy thì chị sẽ đố Ngọc Hương đọc các cái câu ca dao tục ngữ nào mà có nhắc đến số 3. Dạ, nhắc đến số 3 hả chị? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Rồi, tiếp đi. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Ngọc Hương giỏi quá. Rồi sao nữa? Thôi để chị nhắc nha. Dạ. Ba nguyên liệu triệu món ngon. Chị Thanh ăn gian quá à. Ba nguyên liệu triệu món ngon là chủ đề của chương trình, đâu phải ca dao tục ngữ đâu. Đúng rồi, nhưng mà chị đặt ra các cái câu đố để đua Ngọc Hương cho vui thôi. Và tiện thể nhắc với quý vị khán giả về chủ đề ba nguyên liệu triệu món ngon của chương trình tháng 11. Thấy chị Thanh phấn khởi như vậy thì Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả tin chắc là trong ngày hôm nay chị Thanh đã sẵn sàng hướng dẫn cho Ngọc Hương và quý vị khán giả một món ngon, đúng không chị? Chính xác. Chỉ với ba nguyên liệu thôi, chúng ta hãy cùng nấu món canh tôm bồ ngót. Nguyên liệu cho món canh này gồm có rau bồ ngót, tôm, bắp, hành tím băm, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Wow, với ba nguyên liệu rất là đơn giản, bồ ngót, tôm và bắp, thì Ngọc Hương tin là chỉ trong tích tắc là chúng ta thực hiện xong món ăn này. Đúng vậy đó Ngọc Hương. Bây giờ trước tiên chúng ta chuẩn bị phần tôm này ha. Dạ. Tôm các bạn đập và băm nhỏ hoặc là cắt hạt lựu cũng được. Như vậy là phần tôm đã thái xong. Giờ trước tiên chúng ta ướp sơ một ít bột ngọt Ajinomoto, một ít tiêu và một ít muối. Dạ. Cùng với phần hành tím băm. Trộn đều lên để cho tôm được thấm gia vị một chút. Phần bắp này chúng ta bào mỏng và các bạn nhớ lưu ý chúng ta không bào mỏng quá để cho bắp còn có cái độ giòn. Dạ, quý vị khán giả thân mến, chị Thanh đã vừa lưu ý với tất cả chúng ta là khi bào bắp thì chúng ta không nên bào mỏng quá để độ giòn của bắp vẫn còn được giữ tươi nguyên. Và thứ hai nữa là đừng có bào sát cùi quá, để lẫn cùi vào thì ăn sẽ không ngon, đúng không chị? Đúng rồi. Phần rau bồ ngót các bạn cắt làm hai hoặc làm ba. Ở nhà chị Thanh em nấu canh rau bồ ngót á, thì rau á khi mà nấu xong á thì xanh tươi thì không phải nói rồi, nhưng mà cái vị á chị hay là bị chát á chị, em không biết là tại sao ha chị Thanh ha. Đúng rồi. Để cho nồi canh bồ ngót của các bạn nấu xong không bị chát, chúng ta chỉ cần vò sơ cho rau bồ ngót dập ra. Để canh ngọt không bị chát, chúng ta sẽ vò dập rau bồ ngót trước khi nấu quý vị nhé. Chị Thanh ơi, chị Thanh xem nè, Ngọc Hương bào có đạt yêu cầu không? Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ bắt đầu nấu nữa thôi. Mình cho vào đây một ít dầu hả Ngọc Hương? Dạ. Khi dầu đã nóng thì Ngọc Hương phi vào đây một ít hành tím. Rồi phi phần hành này thơm lên. Em nghe mùi thơm chưa? Dạ em ngửi được rồi đó chị Thanh. Mà chị Thanh biết không, ở nhà em có một cái thói quen khi nấu canh là mình cứ bắt một nồi nước sôi lên. Khi mà nước sôi thì mới cho các nguyên liệu vào. Còn ở đây thì chị lại trải qua một cái công đoạn là mình phi thơm hành tím nè. Và chuẩn bị là xào tôm. Đúng vậy. Phi xong thì chúng ta cho tôm vào và các bạn lưu ý chúng ta chỉ xào nhanh tay thôi. Khi tôm đã hơi săn chúng ta cho nước dùng vào khoảng 1 lít em. Dạ. Nếu các bạn ở nhà không có sẵn nước dùng thì các bạn nhớ 1 lít nước lạnh và 2 muỗng hạt nêm Aji ngon là chúng ta có 1 lít nước dùng ngon và ngọt để nấu canh ha. Dạ. Chị Thanh ơi, nước sôi rồi nè. Đúng rồi. Tiếp theo là mình cho phần bắp vào em ha. Mình nấu canh bồ ngót mà em thấy rất là lạ khi mà có nguyên liệu là bắp đó chị. Đúng rồi, đây là điểm đặc biệt của món canh này đó. Các bạn nêm vào đây 1 muỗng muối và 1 muỗng bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ bắp sôi rồi, chúng ta cho bồ ngót vào em ha. Dạ. Bây giờ trước khi chúng ta tắt bếp thì các bạn nêm vào đây 1 muỗng nước mắm nữa. Như vậy là món canh của chúng ta đã hoàn thành rồi. Wow, hương thơm thì ngào ngạt luôn. Màu sắc cũng đẹp nữa ha. Dạ. Bây giờ chị múc ra tôm. Màu đỏ của tôm nè, màu vàng của bắp và màu xanh của bồ ngót. Rồi, như vậy là tô canh đã hoàn thành và cuối cùng em rắc lên đây một ít tiêu ha. Ba nguyên liệu là tôm, bồ ngót và bắp. Và chỉ trong tích tắc là chúng ta đã thực hiện xong món ăn rồi. Nhưng mà chị Thanh ơi, chưa hoàn thành đâu. Chị biết rồi.
một khâu quan trọng nữa, đó là phải mời cho Ngọc Hương thử mới được. Đây nha, chị sẽ múc đủ bắp nè, bò ngót nè và tôm nữa để cho Ngọc Hương kỳ định cái món ăn này xem có ngon hay không. Chị Thanh cùng thử với em đi. Ừ, cảm ơn Ngọc Hương, chắc chị cũng sẽ thử. Xin mời. À, đầu tiên á là không có một cái vị chát nào của rau bồ ngót cả, rất là ngon ngọt. Rau thì xanh nè, mềm, bắp thì dần, tôm thì ngọt. Với món ăn này hả, Ngọc Hương cho chị Thanh 10 điểm luôn. Sướng quá, cảm ơn Ngọc Hương. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm một món canh mới trong thực đơn gia đình của mình. Ba nguyên liệu triệu món ngon. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày luôn luôn mong chờ những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn để chương trình mỗi ngày một phong phú, gần gũi và hấp dẫn hơn. Mọi thư từ đóng góp gửi về hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 930 8794. Còn bây giờ, Ngọc Hương và chị Thanh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.